thêm được người mình muốn giao lưu kia này. Thì ok, trước khi mình bị như cho mình la xe và em kể về cho chị lưu gì nhé. Và cũng mình quên em vô cho mình ngồi muốn nhất sức của nhé. Thì là phần 2 của mình này. Ok, chị bị chấn nhau ở đây cho mình chơi nhé. Đúng đi thôi. Chơi lại cái mới nha mọi người. Mấy gì? Lớn lên thôi nha. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở những video.